Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với livestream của GoToLive. Và ngày hôm nay thì Trần Hà sẽ là người tiếp tục đồng hành cùng với tất cả mọi người. Và trong số livestream GoToLive ngày hôm nay sẽ có một điều khá là đặc biệt. Tại vì địa điểm ngày hôm nay Trần Hà sẽ trải nghiệm là một địa điểm vô cùng thú vị. Và nếu như các bạn đang xem livestream cùng với Trần Hà cũng như là GoToLive, nếu như các bạn là sinh viên của làng đại học thì đừng quên, đừng ngại và chúng ta hãy vào xem livestream ngay cùng Trần Hà. Và nhớ like cũng như là share livestream này để chúng ta có thể nhận được những chiếc voucher cực kỳ xịn ở đây các bạn nhé. Rồi, có thể bây giờ xin chào. Dạ. Bây giờ cùng với Trần Hà vào bên trong để khám phá nha. Hiện tại thì Trần Hà đang có mặt trong một gọi là một cái phòng mà Trần Hà theo thông tin Trần Hà được biết thì cái phòng này là một trong những phòng lớn nhất của CineStar cũng như là phòng lớn nhất tại tất cả các chi nhánh của CineStar tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mình luôn. Và ngày hôm nay thì chị Mai sẽ là người đồng hành cùng với Trần Hà trong livestream này để cùng với Trần Hà khám phá những điều vô cùng thú vị tại CineStar làng đại học. Bây giờ thì mình đang có mặt tại không gian ở đây, có lẽ là chị Mai giới thiệu cùng với mọi người một tí. Rồi, chào các bạn khán giả đang xem livestream của GoToLive. Thì hôm nay Mai sẽ là người đồng hành chung với Hà để cùng giới thiệu với các bạn về rạp chiếu phim CineStar sinh viên. Ở đây thì cái đầu tiên mà Trịnh Hà cảm nhận được khi Trịnh Hà vào với rạp này là rạp số 5 đúng không ta? Đúng thì rồi. Về không gian thì phải gọi là cực kỳ rộng và rất là thơm luôn mọi người ạ. Màu sắc tất cả mọi thứ ở đây Trịnh Hà cảm thấy rất là vui, kiểu như là mình bước vào mình được relax liền luôn á chị. Thật sự thì hồi trước giờ em cũng đi xem rất là nhiều những cái rạp phim rồi, nhưng mà ở đây là một cái rạp phim mà em khá là ấn tượng. Tại vì cái mà đầu tiên em thích nhất ở CineStar đó là giá thành rất là phù hợp với sinh viên luôn. Và khi mà các bạn sinh viên ở làng đại học chọn địa điểm này thì em nghĩ là không bao giờ các bạn thất vọng đâu. Tại vì mức giá chỉ có 45.000 cho một vé thôi đúng không ạ? Đúng rồi, mức giá thì 45.000 cho tất cả đối tượng luôn. Rồi các bạn sinh viên nè, thông thường thì các bạn hay hỏi Mai là rạp này có phải là dành cho sinh viên hay không? Sinh viên đến có cần phải mang thẻ sinh viên để áp dụng giá vé rẻ hay không? Nhưng thật sự là không luôn các bạn ơi. Tại vì khi mà các bạn đến đây, dù các bạn là ai, có là sinh viên hay là bất cứ một đối tượng nào thì các bạn đều sẽ được áp dụng mức giá 45.000 hết, rất là rẻ luôn. Bây giờ chắc là chị cứ giới thiệu một tí nha, em sẽ chia sẻ livestream mọi người ơi. Hiện tại thì livestream của GoToLive đã phát rồi. Nếu như mọi người đang xem cùng với Trịnh Hà thì mình có thể chia sẻ livestream này, like và share livestream này để chúng ta có thể nhận được một cái voucher cực kỳ xịn. Đây, chị mời cho mình một tí nhé. Trên tay Trịnh Hà thì hiện tại đang cầm chiếc voucher của GoToLive. Các bạn đang xem livestream này, nếu như các bạn like bài viết nè, share bài viết về tường với chế độ công khai thì các bạn sẽ là một trong những 100 người may mắn nhận được chiếc voucher. Và chiếc voucher này thì 50 voucher là vé xem phim miễn phí và 50 voucher là giảm giá lên tới 30% các cái sản phẩm nước dùng tại CineStar của chúng ta. Và đây thì cầm giúp em một tí nha. Và không biết là mình là cái dãy ghế nào sẽ là thường là dãy ghế đẹp nhất của mình. Đối với rạp số 5 này thì dãy ghế của mình á, dãy ghế đẹp nhất mà các bạn ngồi á, nó sẽ là hàng G và hàng H. Đó thì bây giờ chắc là mình sẽ mời Hà vào hàng H ngồi ha, mình ngồi ở giữa luôn. Tại vì hiện tại một cái mà Trịnh Hà may mắn là Trịnh Hà đang được trải nghiệm trước. Tại vì các bạn đang ngồi ở đằng trước để đợi vào xem phim, xúc xem phim đáng lẽ là 7 giờ. Nhưng mà hôm nay GoToLive may mắn được tới đây và bên các bạn phải đợi, phải nén lại là 7 giờ 15 các bạn mới được xem. Đấy, nó gọi là cực kỳ thoải mái luôn. Và thường thì rạp của chúng ta thì em hồi nãy em nhớ là rạp của mình là 200 mấy ghế ta? Rạp của mình là 269 ghế. Tuy nhiên nếu mà các bạn có một số bạn bạn muốn làm sự kiện ở đây thì các bạn vẫn có thể nâng số ghế lên là khoảng 300 ghế. Các bạn có thể làm sự kiện ở đây, tức là nếu như mà các bạn trong sinh viên của làng đại học hay là ở đâu đó, nếu như mà các bạn muốn tổ chức một cái sự kiện gì đó hoặc là workshop gì là có thể liên hệ với bên mình đúng không ta? Đúng rồi, tại vì thông thường bây giờ thì các bạn vẫn đang trong cái quá trình là các bạn là sinh viên thì rạp mình á, các bạn khi mà đọc cái tên á là CineStar sinh viên cũng sẽ hiểu được là rạp của mình được xây dựng và sẽ gắn bó với sinh viên khá là nhiều, nên chủ yếu chỉ cần là các bạn muốn là có một cái nơi thay đổi cái địa điểm để các bạn tổ chức workshop nè, sự kiện thì các bạn có thể liên hệ CineStar sinh viên. Và một cái thông tin mà em được biết là nếu như các bạn đến đây các bạn tổ chức một cái sự kiện gì đó thì CineStar sẽ hỗ trợ các bạn không những về ghế mà các bạn còn được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, không mất bất cứ một chi phí gì luôn. Đúng đó. Đây là một cái phải gọi là một cái ưu đãi cực kỳ lớn cho các bạn sinh viên luôn. Tại vì đa số tâm lý các bạn sinh viên là nếu như mà các bạn chọn một địa điểm là một quán cà phê hay là một trung tâm nào đó thì chắc chắn các bạn phải bỏ ra một cái số tiền nho nhỏ để các bạn có thể tổ chức một cái event, một cái sự kiện. Nhưng mà với
Cinesta thì không những là một nơi để chúng ta trải nghiệm về xem phim mà chúng ta còn có thể tổ chức những cái event như thế này, em cảm thấy rất là thú vị. Và ở này thì em thấy khi mà em bước vào á, thì một là cái không gian nó khá là lớn, và cái màn hình của mình thì chắc chắn là lớn để nó phù hợp với không gian của mình rồi. Và một cái em ấn tượng đó chính là xung quanh của chúng ta luôn, tất cả ở trên vách đó mọi người, nếu như mọi người thấy là em thấy là cứ mỗi vách gọi là có hai cái loa. Tại vì thường em đi xem phim em cũng hay để ý, tại vì em là sinh viên của trường sân khấu, em học diễn viên nên khi em xem phim thì em phải muốn trải nghiệm cái gì nó đã nhất thì em mới chịu, mới đạt cái cảm giác của em ấy. Nên khi nào em thấy những cái loa như thế này thì em rất là ấn tượng, thì phải là thường sẽ là loa đồng và loa cuối luôn. Và không biết là chất lượng âm thanh bên mình thì là sẽ là chất lượng âm thanh gì chị ha? Hiện tại chất lượng âm thanh bên mình là chất lượng âm thanh Dolby Atmos, thì nó cũng là chất lượng âm thanh hàng đầu luôn mà tất cả những cái nhà sản xuất phim là họ đều mong muốn là phim của mình sẽ được chiếu và để cho mọi người cảm nhận được những cái hình ảnh cũng như là âm thanh nó thật sự là sống động. Thì cái nếu mà giống như em nói thì cũng rất là đúng luôn, có nghĩa là màn hình ở trên mình á, rạp của mình sẽ bao phủ âm thanh rất là nhiều, lo rất là nhiều để đảm bảo là dù là bạn có ngồi ở bên hàng ghế bên kia, ngồi ở giữa hay là ngồi ở bất cứ vị trí nào ở trong rạp á, thì bạn đều sẽ nghe được âm thanh rất là rõ và rất là sống động, mình sẽ cảm nhận được trọn vẹn cái bộ phim luôn. Nếu như vậy thì không những là các bạn sinh viên, các bạn muốn tổ chức event hay là làm một cái workshop gì đó, các bạn mới tổ chức event đâu, giống như em nói thì em là sinh viên của trường sân khấu, thì các bạn mà ai đang làm phim mà muốn kiếm một cái địa điểm nào đó để mình trải nghiệm, giống như là mình ra mắt cái bộ phim đầu đời của mình, thì có thể đúng chọn rồi ở Cinesta để mình được trải nghiệm các bạn nhé. Và trong livestream ngày hôm nay như Trịnh Hà có đề cập đó, thì các bạn khi mà các bạn xem livestream này, các bạn like livestream này, các bạn share livestream, các bạn sẽ nhận được 50 voucher xem phim và 50 voucher giảm giá 30% nước tại Cinesta của chúng ta. Đấy, không gian thì gọi là tuyệt vời rồi, nên các bạn ai là sinh viên của làng đại học đang có trong livestream này thì nhớ là tương tác mạnh lên cùng với Trịnh Hà cũng như là chị Mai các bạn nhé, để chúng ta có thể trải nghiệm được dịch vụ ở đây. Thật ra thì Cinesta của chúng ta đã mở được tới 1 năm rồi các bạn ạ, nên Trịnh Hà nghĩ là Cinesta sinh viên không còn xa lạ với các bạn làng đại học nữa. Nhưng mà một điều đặc biệt là Trịnh Hà được biết thông tin ngày mai sẽ là ngày mà 1 năm thành lập của Cinesta, và hiện tại ngày 1 tháng 9 Cinesta chúng ta đang có một cái event nho nhỏ, đó chính là event kỷ niệm 1 năm thành lập. Nếu như các bạn đang xem livestream đó mà mình có thời gian thì mình nhanh tay nhanh chân qua chơi với Trịnh Hà cùng với là chị Mai để chúng ta có thể tham gia những cái event tại này. Thế Trịnh Hà được biết hồi nãy chị Mai có nói với Hà là đang có mấy cái trò chơi nho nhỏ cho các bạn, có thể các bạn nhận được những cái vé xem phim miễn phí luôn, nên tới là một bạn có thể nhận được 6-7 vé lần đó mọi người. Đúng, đó, đúng không chị? Đúng rồi. Các bạn cũng biết đó là rạp của mình á, vào cái ngày thành lập cũng như là ngày ra đời thì mình cũng sẽ khá là quan trọng, nên thành ra là trong cái ngày quan trọng này, những cái người mà đóng góp nên cái sự hình thành của Cinesta nè, những cái người mà gắn bó với Cinesta trong cả một chặng đường dài thì đó chính là các bạn sinh viên, đó chính là những người khách hàng thân thiết của Cinesta. Chính vì vậy mà rạp đã có tổ chức một vài cái sự kiện nho nhỏ để có thể là để có thể là trao cho các bạn những cái món quà tặng lớn nhất. Và đây đây là những cái khách hàng phim Tenet. Khách hàng ngoài ra thì ngày hôm nay cũng là ngày xuất chiếu sớm của bộ phim Dị Nhân thế hệ mới. Chính vì vậy mà khách hàng đang rất là nôn nao, đây cũng là xuất đầu tiên của bộ phim Dị Nhân luôn, nên là các bạn đang đợi để có thể vào phim. Hiện tại thì các bạn sinh viên đang có mặt để vào làm xem phim suốt 7 giờ như Trịnh Hà có nói. Rồi, bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ tiến sang không gian. Không gian của mình như lúc đầu mà Trịnh Hà có nói là mình bước vào đóng trước là mình được đi thư giãn mọi người. Mình đi xem phim mà tất cả mọi thứ nó phải nhẹ nhàng nhất có thể đó, mình được thư giãn. Cái này thì không gian thì ở đây là quá là rộng rãi rồi, các bạn sinh viên chắc chắn là các bạn sẽ biết được rồi. Nhưng mà một cái là Trịnh Hà muốn giới thiệu là không gian ngoài nước chúng ta có nhiều đặc biệt, có những cái nhà hàng xinh
bên em mới có, đó chính là các bạn được sử dụng các phần nước uống khác để mình mang vào rạp phim, không chỉ đơn thuần chỉ là Coca, Pepsi, Fanta, mà ở đây sẽ có rất rất là nhiều các loại nước cho các bạn luôn, có trà sữa nè, có rất là nhiều thứ. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây, chúng ta có thể trải nghiệm. Đây là quầy nước của chúng ta. Hồ lựa chọn để mình có thể mang vào rạp vừa xem phim vừa trải nghiệm thức uống tại đây. Và đặc biệt trong livestream này, khi các bạn xem livestream thì các bạn có thể nhận được về cho mình một chiếc voucher giảm giá lên tới 30% các phần nước của chúng ta khi chúng ta ghé rạp mọi người nhá. Đó nên các bạn mà ai là sinh viên của làng đại học thì chúng ta nhanh chóng chúng ta xem livestream đi, hoặc là ghé trực tiếp tại đây để giao lưu cùng với hai chị em thì có thể các bạn nhận ngay được cái chiếc voucher đó tại đây luôn, có thể các bạn nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm xung quanh không gian một tí. Đó, thì mai xinh xắn dễ thương của hai chị em. Rồi bây giờ thì chúng ta vừa trải nghiệm xong không gian coffee của CineStar, bây giờ chúng ta sẽ tiến sang sảnh chính của CineStar để trải nghiệm không gian chúng ta như là quầy Wonder Bay nè. Đây 50 ghế xem phim miễn phí đang đợi các bạn sinh viên của làng đại học các bạn nhé. Nên ai mà đang xem livestream này nhớ like và share các bạn nha. Rồi, check comment thôi. Dạ. Ok, các bạn vào đây thì mình sẽ check. Có bạn hỏi, các bạn hỏi là xuất chiếu của mình đó thì sẽ là xuất chiếu từ khoảng mấy giờ tới mấy giờ, và một ngày mình sẽ có khoảng bao nhiêu xuất chiếu ta? Nó cũng sẽ là tùy thuộc vào cái giờ hoạt động của rạp. Giống như các bạn biết thì bây giờ rạp nó sẽ hoạt động từ khoảng 9 giờ sáng cho tới khoảng 11 giờ tối, thì trong từ 9 giờ sáng đến 11 giờ tối mỗi ngày nó đều sẽ có những cái xuất chiếu khác nhau của những bộ phim khác nhau. Ví dụ như là nếu mà các bạn giống như là hiện tại các bạn cũng biết là phim Tenet thì sẽ là các bạn ưu tiên chọn lựa nhiều hơn những thể loại phim khác. Thì phim Tenet sẽ được ưu tiên là nửa tiếng hoặc là một tiếng là mình sẽ có một suất phim để các bạn đi trong khung giờ nào cũng có thể được lựa chọn được một phim mà mình yêu thích. Vậy theo như em biết thì nó sẽ giống như là chia theo cái phim nó cái độ hot và cái độ sống cái phim nó như thế nào. Ở đây thì rạp ở làng đại học phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Cái này là ở làng đại học luôn các bạn nhé. Nhà văn hóa sinh viên của làng đại học, lầu 5 đúng không ta? Đúng lầu 5. Đó. Trời ơi bé nhân viên giọng dễ thương quá. Rồi. Đó, các bạn ở làng đại học thì chúng ta nhớ là chúng ta ghé đây để chúng ta có thể trải nghiệm không gian của rạp chiếu phim nè, cũng như là chất lượng phim ở đây. Rồi cà phê các kiểu. Ở đây là thường là sẽ background ở đây đúng không ta? Đúng rồi. Trong rạp của mình thì sẽ xuyên suốt luôn là sẽ có những cái poster
poster, những cái background lớn để cho mình có thể check in và chụp hình. Các bạn đi xem phim cũng muốn là sẽ lưu giữ lại những cái khoảnh khắc cũng như là những cái bộ phim mà mình vừa đã xem qua. Thì đây là poster phim của chồng người ta nè. Dạ. Background lớn. Phim này bạn... là phim của một người thầy trong trường ấy. Đó, thầy Tiến. Nhưng mà phim này chị cũng đang buồn lắm đó. Hôm bữa chị vừa lên các bạn chụp hình check in rất là nhiều luôn. Xong rồi phim dời. Các bạn ơi, các bạn có thấy âm thanh đang sôi động không ạ? Đây chính là không gian nhỏ xinh hiện tại đang làm event kỷ niệm 1 năm thành lập của rạp Cinesma của chúng ta. Và hiện tại thì ở đây đang có rất là nhiều các bạn sinh viên đang tham gia cùng. Các bạn có thấy không gian ở đây không ạ? Ở đây thì các bạn hỏi là có giá ưu đãi cho học sinh sinh viên hay được ưu đãi các ngày như các tuần khác không hả? Hiện tại thì ở làm sinh viên của mình á, giá sẽ là 45.000 một vé, áp dụng cho mọi đối tượng, dù bạn là sinh viên hay là người nhà của bạn là sinh viên thì vẫn áp dụng giá vé 45.000. Và với giá vé 45.000 này đang là giá vé mà hot nhất cũng như là rẻ nhất, phù hợp rất là nhiều cho các bạn. Giá vé ở này phải gọi là một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn, tại vì sẽ áp dụng cả tuần đồng giá 45.000 đồng trên một vé thôi, cực kỳ rẻ. Và trong livestream ngày hôm nay, khi các bạn xem livestream, các bạn like và share livestream, các bạn sẽ nhận được một vé miễn phí và lên tới 50 vé cho 50 bạn nhanh nhất các bạn nhé. Đó, còn ở đây hiện tại thì đang có event rất là sôi động các bạn ơi. Đề cập tới cái chương trình khuyến mãi của mình tại Cine trong khoảng thời gian mà chúng ta có kỷ niệm ngày sinh nhật mọi người nhé. Đây, nhớ là chúng ta có voucher của GoToLive mọi người nhé. Đây, sẽ đứng đây mình chờ. Ở đây thì sẽ có tất cả các phim cũng như là xuất chiếu phim sắp ra mắt đúng không ta? Đúng rồi. Dạ. Cũng như các bạn thấy hiện tại là trong rạp của mình đang có những xuất phim như là của Tenet nè, Cá Sấu Vĩnh Hồng, Bị Đọa Săn Mồi. Và sắp tới đây thì mình sẽ có những cái phim như là Ác Quỷ Đối Đầu nè, Dị Nhân Thế Hệ Mới nè. Đó là những cái phim mà đang hot ở bên rạp và mọi người đều đang từng ngày trông ngóng những cái bộ phim này ra rạp để mọi người có thể đi xem liền và ngay luôn. Ngoài ra thì chị cũng muốn là giới thiệu cũng như là nói cho các bạn một thông tin rất là hot, đó chính là sắp tới đây trong tháng 9 này, bên Cineta sẽ có rất là nhiều chương trình khuyến mãi để các bạn dù là đi trong khung giờ nào cũng sẽ được ưu đãi hot nhất. Ngoài cái giá vé 45.000, các bạn cũng biết là giá vé này đã rất là rẻ rồi. Quá. Thì ở đây còn sẽ có, sắp tới sẽ có một cái chương trình là gọi là combo Big Star. Và với cái combo ngôi sao lớn này á, sẽ giúp cho các bạn có một vé xem phim nè, và một bắp và một nước chỉ với giá 79.000, bao gồm một vé xem phim, một bắp và một nước chỉ 79.000 thôi, là trong tháng 9 sắp tới rồi. Đúng rồi, trong tháng 9. Và mình sẽ áp dụng cái chương trình đó từ ngày 3 tháng 9 cho tới ngày 10 tháng 9. Ngày 3 tháng 9 cho tới ngày 10 tháng 9. Là bạn đi bất kỳ khung giờ nào đều sẽ là 79.000 cho tất cả các khung giờ. Tôi gọi là một mức giá cực kỳ ưu đãi.
Trời, nãy giờ là mình phải gọi là quá chiều các bạn luôn rồi, các bạn không đến nữa là thật sự là không biết là mình hư hay các bạn hư, tại vì mình chiều các bạn quá. Là sắp tới thì chúng ta sẽ bắt đầu có cái mini game. Đúng là các bạn là thành viên, là nhân viên của chúng ta. Bây giờ chúng ta là một tiến tới để mình tham gia cùng tiến sẽ nhập cho chúng ta. Chúng ta sẽ kiểm tra và sẽ tất cả các bạn tham gia cùng tôi về với chúng ta đó. À, xin mời tất cả các bạn là nhân viên và tất cả các bạn sinh viên và các nhà trường sinh ta để chúng ta được tập trung về với sự thấu và để chúng ta được tham gia cả bước vào đúng không? Và bây giờ chương trình sinh nhật của sinh ta là thứ nhất năm 2020 xin phép được bắt đầu. Không gian này là không gian sảnh chính của chúng ta, khi mà các bạn đến các bạn xem phim, các bạn sẽ có chỗ để các bạn đợi stop phim của chúng ta chiếu, hoặc là các bạn buổi trưa nếu như các bạn là sinh viên của làng, các bạn có thể ghé qua đây, mình có thể mua một tách cà phê hay gì đó, mình có thể coi để mình muốn mang đến ra chuyện tốt đẹp. Và với giá vé thì 45.000 đồng thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn trẻ học và làm việc phức tạp. Và với mong muốn các bạn sinh ra sinh viên sẽ là nơi gắn bó với những sinh viên của các bạn. Và ngày hôm nay các bạn đang cùng các bạn tại đây và ấp tin nhau ngay trong lần đầu tiên trẻ học và trong đó ngày hôm nay. Và đó cũng chính là lý do buổi tối ngày hôm nay. Các bạn thân mến, một năm vừa qua, một chặng đường mà chúng ta cùng sát cánh bên nhau sẽ có những niềm vui, hạnh phúc, cũng có những thành công mà chúng ta đã đạt được. Và bây giờ chúng ta cùng chờ mình sẽ có một cái không gian đó là sẽ dành cho các bạn là đang trong thời kỳ thi cử nè. Các bạn muốn một không gian yên tĩnh, có máy lạnh thì mình sẽ ngồi ở bên không gian kia. Còn nếu mà không gian bên đây thì các bạn sẽ giống như là yêu thích thiên nhiên, các bạn sẽ có những cái ngày các bạn cảm giác mệt mỏi hoặc là những ngày muốn lãng mạn thì mình sẽ ra đây để mình ngồi. Ở đây thì thông thường các bạn sẽ có những cái đèn nữa, mình cái đèn cày ở đây để cho các bạn có những cái không gian đèn để lãng mạn. Mình nhìn ra đây sẽ nhìn thấy được những cái ánh đèn của thành phố rất là lấp lánh. Ở đây thì không gian ở đây thật sự rất là thoải mái dành cho các bạn. Ai có ai mà đang hẹn hò đó mọi người, thì nếu như mà ở dưới này mà mình đi ngoài kia thì phải gọi là nó hơi mũi một tí đó. Thì chúng ta có thể ghé lên đây, không những là không gian ở đây của chúng ta nó lãng mạn nè, mình có nước uống ngon nè, mình nếu như mà mình tâm sự mà mình hết chuyện tâm sự rồi đó, mình biết làm cái gì để mình có thể ngồi nói chuyện với lại người yêu một tí thì mình ghé mà mình xem phim luôn cũng rất là tiện lợi cho các bạn. Muốn ngồi nói chuyện với chị đó, ok đó. Đây tại đây ngày hôm nay Trần Thành sẽ hẹn hò cùng với chị Mai mọi người nhé. Đó. Ở đây thì không những là chúng ta có thể ngồi tâm sự được mà chúng ta còn có cái không gian để chúng ta có thể check in sống ảo. Tại vì lúc nãy khi mà em tới thì em thấy ở bên kia thì trăng rất là sáng, nhưng mà bây giờ nó bị mây đen che một tí. Cái này mà cái này không biết là trời mà mưa bay bay đó, ngồi này nhâm nhi một tách trà, nhìn trời nhìn mây nhìn cảnh nhìn người rất là feel luôn nha mọi người. Cái không gian này á, những cái bạn sinh viên á, các bạn rất là thích luôn. Tại vì từ cái ngày mà bên mình á, mở thêm cái không gian này ra á, thì các bạn rất là thích cũng như là lui tới nhiều hơn. Và sắp tới đây á, thì bên mình cũng sẽ có một cái chương trình ưu đãi cho các bạn đến uống cà phê luôn. Dù là các bạn uống ở không gian này, không gian bên trong kia, hay mình uống mỗi một cái ly cà phê trên 25.000 thì các bạn sẽ được tích một cái dấu. Và mình cứ tích được 5 dấu cho mọi người là mình sẽ được đổi một vé xem phim miễn phí luôn. 5 dấu tính ra là 25.000 một ly đi. Đúng rồi. 5 ly thì 125.000. Mình được tặng một cái vé xem phim là 45.000. Rồi tính ra là mình được ưu đãi 50% rồi đúng rồi. Đúng rồi, đó. Và cái chương trình của mình nó có thời hạn không chị ha? À, cái chương trình đó thì mình sẽ áp dụng từ ngày 5 tháng 9 cho tới 30 tháng 9 luôn. 5 tháng 9 tới 30 tháng 9 là hết tháng rồi rồi. Đúng rồi. Gần như là hết tháng. Đó. Ở đây thì đẹp rộng màn hình đã xuống quá trời. Ở đây gần trường Nhân Văn phải không ta? Đúng rồi, ở đây là gần trường Nhân Văn, gần ký túc xá đại học của chúng ta, đại học đại học A khu B, rồi cũng gần trường Đông Lam, đại học thể thao, quốc đại học Bách Khoa, đại học Quốc gia, rất rất là nhiều trường trong khu vực này.
ai mà trong khu vực Thủ Đức đi, không phải là trong khu vực làng đại học nữa, thì các bạn vẫn có thể ghé ở đây một cái rạp phim mà chúng ta phải nói là với những cái trải không phải là trải nghiệm thông thường nữa, mà nó có quá nhiều cái để chúng ta trải nghiệm, từ không gian này, từ cà phê cho tới rạp chiếu phim luôn, rất rất là sần sò cho các bạn sinh viên là các bạn có thể ghé trải nghiệm nhé. Còn bây giờ chúng ta quay vào bên trong để cùng thổi bánh cùng với CineStar để kỷ niệm một năm ngày thành lập của CineStar. Dạ em lên chụp hình, rồi mà các bạn di chuyển lên đây đi ạ. Dạ vâng, mà tất cả các bạn bước vào đây giờ giữa luôn phải, giữa luôn cho em hỏi hỏi kém hả. Rồi cảm ơn tất cả các bạn, mời các bạn mình di chuyển sát sát vào đây đi ạ. Dạ mình chia lớp vào đây đi ạ. Dạ vâng, thì ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, cũng là một ngày vui của CineStar sinh viên. Những các bạn là những thành viên, có thể gọi là thành viên cứng của CineStar sinh viên, và mình hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ phát triển thêm nữa và phát triển nhiều hơn nữa về số lượng thành viên của CineStar. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chúc mừng cho buổi tiệc sinh nhật của CineStar sinh viên tròn 1 tuổi, và chúng ta hãy cùng ước và thổi nến như vậy nhé. Vâng. 1, 2, 3. Vâng, cho một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Dạ vâng. Thay mặt cho ban quản lý thì anh Trung vừa cũng như là tất cả các khách hàng ngày hôm nay hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ cùng nhau, và hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho CineStar trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Rồi, và bây giờ thì chúng ta xin mời tất cả các bạn là thành viên của CineStar, những bạn nhân viên với bạn biết, chúng ta cùng về đây chụp một tấm hình với nhau đi ạ. Rồi xin mời tất cả các bạn có màu áo tím là những các bạn là nhân viên của CineStar, thì chúng ta cùng tự hào về sân khấu. Ở đây thì chúng ta sẽ còn hai chương trình nữa sẽ được diễn ra. Sau khi các anh chị các bạn sẽ còn chương trình ở bên ngoài. Còn hai chương trình khuyến mãi nữa. Mai ơi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay nhau và đi xuống với nhau trong khoảng thời gian sắp tới nha các bạn. Rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay, trong niềm vui và hạnh phúc này thì không thể nào thiếu những lời ca tiếng hát của các bạn. Chúc các bạn nào có những lời ca tiếng hát của chúng ta cùng đăng ký với mình con chức để thực hiện bài hát của mình. Xin mời tất cả các bạn cùng nhau luôn với mình. Combo 59.000 này là combo gì vậy chị? Combo 59.000 đó là combo lọ lem dành cho những bạn cú đêm nè, các bạn thích đi xem phim khuya nè, các bạn muốn trở thành lọ lem thì mình có thể xem phim này. Thường cái suất chiếu muộn nhất của mình là mấy giờ ta? Suất chiếu muộn nhất của mình là sẽ khoảng 23 giờ, có khi là 23 giờ 30 cũng có suất nữa luôn. 23 giờ 30. Và sau 22 giờ mình sẽ đi áp dụng cái combo này. Bao gồm một vé, một bắp và một nước. 59.000 thôi. Đúng rồi. Tính ra đây mình chia ra ví dụ là vé 20.000, nước 20.000, bắp 20.000. Quá tiện luôn mọi người. Đây là một phần bắp mà khi mà mình mua được đúng không chị? Đúng rồi. Đây là bắp này. Và nước. Thì với combo này á mình sẽ sử dụng bắp và nước ở đây. Ai mà ho vừa ra thì phải ghé đặt ngay nha mọi người nhá. Đi ăn đi xem phim là mặt nó hết sợi luôn nha, đúng rồi ạ. Rồi, ngoài những cái chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn thì từ ngày 1 cho đến ngày 9 tháng 9 chỉ trong khoảng 10 ngày thôi, nếu mà các bạn mua cái cuốn kiếp book này thì mình sẽ có giá trị rất là lớn. Cuốn kiếp book này nó sẽ có trị giá là 700.000 đồng nha các bạn, nhưng mà các bạn chỉ mua với giá 299.000. Ở trong đây á,
mình không biết là nó sẽ có bao gồm 5 vé xem phim miễn phí, 5 bắp nướng, combo bắp nướng và 4 ly cà phê. Nhưng mà cái này của mình là áp dụng cho tất cả các hệ thống cine luôn. Dạ, hiện tại là cái rạp này nếu mà mình mua ở đây thì mình sẽ áp dụng ở đây. Còn nếu mà mình mua ở Bảo Vũ Nhất hoặc là những cái tỉnh thành khác thì mình sẽ áp dụng tại đâu? Vậy là tất cả các rạp cine trên toàn quốc đều có áp dụng cái voucher này của mình luôn, cái gift book này của mình luôn. Đó nên các bạn không phải, nếu như các bạn không phải là sinh viên hay là các bạn đang sống tại quận Thủ Đức hoặc là đại học, các bạn không tiện thì các bạn có thể xem ở những cái cụm rạp khác của CineStar đều được các bạn nhé. Đúng rồi, có quá trời khuyến mãi luôn. Sò luôn. Và một cái nữa là cái phần nước uống như là chị Mai có chia sẻ thì các bạn có thể mang rất là nhiều các loại thức uống khác vào rạp của mình. Đó. Cái này là ghế massage, cái mức giá của mình. Đây, bây giờ mình sẽ tổng quát lại không gian của chúng ta một tí nữa, tại vì thời lượng chương trình của chúng ta không có nhiều. Nếu như các bạn yêu thích đó, thì các bạn nhớ là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào cái link fanpage của CineStar sinh viên của mình, cập nhật cái thông tin nhận về mãi sắp tới mà CineStar sẽ diễn ra. Đó, còn địa chỉ của chúng ta thì là lầu 5 nhà văn hóa sinh viên làng đại học mọi người nhé. Gói mùi thơm được hạ đạo quá luôn. Dạ đúng rồi. À, 10k massage sống. Cái mùi thơm của mình không biết là rồi bây giờ chúng ta sẽ điểm lại không gian của rạp CineStar sinh viên. Đầu tiên ở đây là quầy chính của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sơ qua về quầy chính, sau đó là chúng ta sẽ có coffee CineStar và rạp 1, rạp 2, rạp 3 và rạp 5. Đây là không gian chính của chúng ta. Mình nhớ là các bạn hãy ghé đến đây các bạn nha, các bạn sinh viên của làng đại học ơi, nhớ là ghé nha. Và Trần Hà rất mong là sẽ gặp được các bạn tại đây, có thể là ngày hôm nay hoặc là ngày mai, ngày kia, ngày mốt. Và đừng quên chương trình khuyến mại của CineStar có rất nhiều trong tháng 9 này, từ chương trình xem phim từ ngày 3 tháng 9 cho tới ngày 10 tháng 9 là chúng ta có thể mua combo 79.000 với một phần nước, một phần bắp và một phần xem phim. Đó. Còn về phần nước của chúng ta thì các bạn sẽ được tích một dấu với ly nước 25.000
nhạc trở lên và tích 5 dấu thì sẽ được tặng một phần xem phim miễn phí. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm lại một tí về không gian quay nước của chúng ta tại City Star mọi người nhé. Cine ở đây mới mở được 1 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Hiện tại ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm thành lập của CineStar sinh viên. Đúng rồi. Đối với cái màn hình LED lớn này á, thì thông thường á, là sẽ để chiếu đá banh. Các bạn có biết cái thời điểm mà có một số thời điểm mà chiếu đá banh á, của nhóm U23 nè, thì các bạn sẽ thường là ngồi ở đây để có thể là xem đá banh trên màn hình LED này. Tại vì cái LED này cực kỳ rõ và cực kỳ to luôn, nên là rất là rõ từng chi tiết của trái banh luôn. Từng chi tiết của trái banh. Đúng rồi, từng chi tiết của trái banh luôn. Thời lượng của Go To Live có lẽ là đến đây phải kết thúc và phải dừng lại và chia tay tất cả các bạn. Và mong rằng các bạn sinh viên là những ai mà đang sống hoặc như là ở làng đại học, mà các bạn ở quận Thủ Đức hay là các quận lân cận, mình có thể ghé tới CineStar sinh viên để mình cũng có thể cùng chị Mai trải nghiệm các dịch vụ ở đây, trải nghiệm dịch vụ và trải nghiệm về gọi là sự chăm sóc tận tình đối với khách hàng. Đúng rồi, mọi cái thắc mắc nè hoặc là mọi cái thông tin về phim nè, các bạn muốn xem được chiếu phim nè, muốn biết những chương trình ưu đãi thì các bạn có thể truy cập cái fanpage của CineStar, tên rõ ràng là CineStar Việt Nam, viết liền không dấu, và đóng cái ngoặc lại là nhà văn hóa sinh viên. Khi mà các bạn gõ như vậy thì nó sẽ ra CineStar Việt Nam, và hiện tại đã khoảng 11.000 người like bay rồi đó, nên các bạn rất là dễ tìm kiếm. Trên này thì sẽ có một cái đường link để chúng ta có thể đây. Đây là livestream hiện tại của chúng mình. Rồi, ở trên này thì các bạn để tí nhé. Ở trên này thì nó sẽ có một cái đường link này. Anh nhắn giúp mình, Nhảy quá. Không được. Ở trên này á, tại vì hiện tại thì Hải nhắn không được, thì các bạn thông cảm một tí. Ở trên này nó sẽ có một cái đường link, link trực tiếp vào fanpage của nhà văn hóa sinh viên, và nó sẽ có một cái đường link để cho các bạn đặt vé xem phim. Rồi tất cả các cái trang web mà link với lại CineStar nhà văn hóa, CineStar sinh viên của chúng mình ở trên này luôn, nên các bạn cứ xem ở trên caption mình đặt vé thì rất là dễ dàng các bạn nhé. Còn bây giờ thì Trịnh Hà và chị Mai có thể là sẽ kết thúc livestream tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm và theo dõi livestream của GoToLive. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.